Mời Nè, xin chào mọi người nha. tiếp tục mắm nha. Hôm nay mình sẽ quay một clip toàn cảnh một chiếc ghe Cảnh đang lên đên trên biển này. Giờ này tới giờ cơm rồi, hiện tại thì mong anh đang chuẩn bị cơm. Giờ mình sẽ quay từ dưới lên trên nha. Mắm. Mình sẽ đi một vòng của cái chiếc ghe luôn. Đây, sẽ đi lên trước này. Đấy, để mình sẽ gắn cái này vào. Đó cái cháo ghét ăn luôn mẹ nè. Ấy rồi, mắm đã chấm bầu rồi. Ok. Đây. Đây là cái đường luồng của nó nè, đi. Đi qua cái cabin. Hiện tại thì ở đây nó có mấy cái dây đi mình vịn nè. Đi khỏi té. Còn cái bên hành lang của nó thì sẽ có thêm một cái cây. Cây là mục đích là nó giống như cái lan can cầu thang vậy nè. Đỡ mình xây dựng đó, điểm tránh bị té nè. Đấy. Còn phía trước này là có một cái điểm cạo lưới nè. Cái này dùng để cạo lưới. Lưới nặng không có kéo được, dùng cái này để cạo lên. Còn hai cái đồng này là dùng để cạo neo. Dây neo thì hiện tại nó rất là nặng, nên phải sử dụng cái đó để em cạo. Còn cái thùng này chắc là dùng để tắm hoặc là đựng nước gì đó. Ở bên này có mấy cái ống này nè, đem bơm nước ra, sạc bình là bơm nước. Còn này là cái thúng của nó. Hiện tại cái thúng là đem mình có thể chèo sang các ghe khác đi, mình móc dây hay là mình đánh lưới gì tùy. Còn hiện tại là trên chiếc ghe này là có tầm 4 cái hầm đá. 1 2 3 4 nè. Hầm đá thì đây là cái miệng hầm thôi, cái nắp hầm á, chứ còn chung quy của nó rộng thì nó sẽ bao quát hết cả ghe đi, mình đựng cá mực là tổn. Còn đây là dàn lưới của nó, còn phía trước là mấy cái neo và mấy cái dây thừng đây nè. Đó. Giờ mình sẽ đi về phía sau nè. Ra phía sau nha. Đấy. Ở bên này cũng có những cái dây vịn nè. Đây là hai cái ống khói để máy lên. Ở phía dưới thì nó cũng có một cây. Đây là mấy cái bánh xe của nó nè. Mấy bánh xe là đem thả xuống bên hai bên mạng thuyền, đem cho mấy cái tàu ghe khác thì nó tay vô thì nó sẽ giảm lực đi. Món cơm. Đây là bộ đồ nghề. Còn đây là bữa cơm. Cơm của mấy anh em dân biển ha. Đó là bộ đồ nghề nè, dùng để mình để dùng để câu nè. Tối qua là có câu, sử dụng cái này câu nhưng mà rất tiếc là không có được con nào. Hy vọng là buổi tối sắp tới có thể kiếm được vài con cá ăn mực cho mấy anh em coi nha. Ở đây có mấy cái gương nè, cái này chắc dùng để lạnh đèn không? Cái này dùng để lạnh đèn nữa, cái vấn đề gì á? Rồi, mời cả nhà ăn cơm. Đây, mình sẽ leo lên trên này. Review cho anh em coi cái này. Bé. Mới gì? Đây. Tên này rất là cao luôn. Ây da, tên này rất là nguy hiểm nha. Ở tên này thì hiện tại là có bắt một cái đèn led nè. Đó. Đèn led đêm lấy năng lượng mặt trời đêm tối đó, nó sáng đèn thì mình quay. Lần này lắc gơ quá thì nó nguy hiểm rất hết, là dễ bị té nha. Đó. Thì xung quanh là có mấy cái bóng đèn nè. Mấy cái bóng đèn để mà tối trong đêm cá mực tới thì mình bắt. Đó, còn cái này là mấy cái dòng đi mình phơi nè. Cá mực có thì mình sẽ phơi. Đó. Rồi mình đi xuống nè, ở tên này nguy hiểm á. Dễ té quá. Này xe nè, kia nó lắc nữa nè. Đấy. Rồi giờ xuống máy ăn cơm cái đã. Để cái gì tối câu cá mình quay cho mọi người coi nha.